Lu, dạ. Ra đây nhanh lên con. Để mở cửa ra cái. Ủa sao mở hoài không được vậy? Không mở được sao ra? Còn cứ bước đại đại đi có gì đâu. Không được, bộ không thấy cái cửa đi hả? Phải mở cửa mới ra được chứ. Cái cửa này khỏi cần mở, con cứ bước ra là được rồi. Thôi, tưởng con ngu hả? Tính trò anh con hả? Nhảy qua cái là méo mỏ liền luôn á. Có tâm kiến ở giữa làm gì không biết hả? Phải mở ra giùm lẹ lên đi. Ta còn ra ngoài nữa. Mở giùm đi chị, nhanh lên. Đi coi chừng. Ủa sao hay vậy? Thôi không chịu mở cửa là không ra đâu nghe. Ở đây tiếng tối luôn á. Mày khôn vừa thôi luôn. Như có đứa nào đó đang rình rập mình. Sao cảm thấy bất an quá. Mà thôi kệ. Cô đang làm gì đó Lu? Ăn cơm. Nhìn không thấy còn hỏi. Sao ăn mình vậy, không rủ ăn chung vậy trơn vậy Lu? Tôi cơm có chút xíu à. Ăn chung với ai bây giờ? À vậy hả? Bà có để ý nãy giờ con Tám có mấy cái mà gần hết tô rồi không? Không hiểu lý do luôn. Cô lại đây. Thôi để ăn hết cái. Đợi xíu. Con có mê gái không Lu? Không có mê, không mê. Con không có mê gái. Chứ biết mê gái là gì? Tại sao? Tại con không thích con gái. Thiệt hả? Con chưa biết nói thiệt bao giờ. Tại sao? Nghĩa là không có mê gái. Đừng có hỏi con nữa. Mày mê trai hả? Không có mê trai luôn. Thì đi. Giống chết á. Không mê gái cũng không mê trai chứ mày mê cái gì? Nói nghe coi. Không biết nữa. Sao lại không biết? Không biết thiệt mà. Đừng có giỡn nữa luôn. Hồi nãy giờ đâu có giỡn đâu trời. Sao nói hoài mà không tin? Mẹ nói không có mê gái. Cũng không có mê trai. Không có mê gì hết á. Mày nói thiệt không? Không có thiệt. Mày hại não tôi vừa thôi luôn. Nghe không? Thích tiền không? Thích.